Sáng ngày 14 tháng 6, Hội Cựu Chiến binh huyện Kiên Lương tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn huyện đã khơi dậy được tiềm năng trí tuệ, sức cống hiến của cựu chiến binh gương mẫu, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân. Nổi bật là phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viên bằng nhiều cách làm hiệu quả, như phát động tổ góp vốn xoay vòng không tính lãi, xét cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Qua đó đã có nhiều mô hình làm kinh tế của hội viên phát triển hiệu quả với thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng, như mô hình nuôi chim yến, mô hình nuôi tôm công nghiệp, cơ sở sản xuất vôi lân Hạ Vèn. Cùng với đó, nhiều hội viên được hỗ trợ giúp đỡ về vật chất, kỹ thuật đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. 5 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh tại huyện Kiên Lương đã hỗ trợ cất mới 13 căn nhà tình đồng đội cho hội viên nghèo, đồng thời sửa chữa 22 căn khác, phối hợp cất và bàn giao 25 căn nhà tình nghĩa, 49 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ giải quyết các chế độ chính sách cho các hội viên theo quy định. Nhờ đó mà đến nay số hội viên cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo trong huyện còn 3 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo, giảm 1 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo so với năm 2014. Hội cựu chiến binh huyện Kiên Lương còn tích cực vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng đóng góp trên 10 tỷ đồng và hơn 300 ngày công sửa chữa nâng cấp trên 26 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa hai cầu giao thông và trồng hàng trăm cây xanh các loại, góp phần tham gia vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thông qua các phong trào, các hoạt động sôi nổi giai đoạn 2014-2019, các cấp hội cựu chiến binh huyện Kiên Lương đã kết nạp mới 163 hội viên, nâng tổng số hội viên tại huyện hiện nay là 913 hội viên. Phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2019-2024, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ với tinh thần trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới. Phấn đấu giai đoạn 2019-2024, hàng năm có 98% tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh, 98% hội viên đạt tiêu chuẩn cựu chiến binh gương mẫu và gia đình hội viên cựu chiến binh đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Phấn đấu 100% cơ sở hội, chi hội hàng năm tổ chức ký kết giao ước thi đua. Hội cơ sở phấn đấu xây dựng mới từ 1 đến 2 mô hình dân vận khéo. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương đã tặng giấy khen chuyên đề cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Hội nghị cũng đã cử 8 đại biểu tham dự hội nghị biểu dương cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới.